Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với chuyện hồng xe hơi ạ. Rất là may thì mình có đây là phiên bản Mazda 2, đặc biệt là bản màu xám ạ. Cũng là bản bên em bán rất là chạy với cái phân khúc giá như này. Ngoài ra thì có thêm cả bản cao một đầu đấy cho anh chị xem. Thì em sẽ quay trong video này thì em quay nhanh qua cái bản Mazda 2. Đây là bản AT 420 triệu, chưa khuyến mại và là màu xám. Thì Mazda 2 nó có ba màu anh chị nhé, ba bản và ba màu, xám này, màu đỏ này và màu trắng ở đây ạ. Thì đây em có cả ba màu cho mình xem. Thì ở đây cũng có thể nói là màu nhìn trực tiếp ạ. Đây giếng trời bên em đây, thì nguyên đai nguyên kiện, băng dính chưa bóc, thì bên em vừa nhập về. Anh chị thông cảm giúp em quay luôn để mình tham khảo. Thật ra thì mẫu xe này thì em cũng quay rất là nhiều rồi. 420 triệu thì tháng này bên em đang bán tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ theo xe, thì anh chị có thể quy đổi về 5 triệu là 415. Thì giá tháng trước thì nó cũng được lì xì các chương trình gộp vào thì nó sẽ rẻ hơn là khoảng 5 7 triệu. Tuy nhiên thì tháng 3 này bên em đang bán là 415. Ngoài ra thì xe vẫn được tặng kèm phim cách nhiệt Luma của Mỹ, bên em bảo hành 5 năm. Bọc vô lăng, visa. Thì cụ thể giá bán khuyến mại có thể thay đổi theo từng thời điểm, thì anh chị vui lòng liên hệ qua online đang đính kèm trên màn hình Zalo giúp trên màn hình giúp em đó ạ. Thì đây màu xám này là phiên bản thường, thì mình cái mặt lưới thản nhiệt nhựa thôi, nó cũng không phải là lưới tổ ong như là phiên bản cao cấp. Đèn thì là đèn đi halogen, đây chúng ta vẫn có bóng dẹp xi nhan là bóng halogen, ở mâm thì là mâm đúc chị nhá, mâm đúc nhá. Đấy, còn bản cao thì sẽ là mâm phay cắt đấy, như này. Mazda 2 thì có 5 bản, một bản sedan rẻ nhất là 420, ngoài ra thì chúng ta có hai bản sedan cao cấp và hai bản sport một đầu như này cao cấp. Đây ạ, thì khoang nội thất của cái bản 420 này thì tất nhiên rồi, mình sẽ là ghế nỉ, điều hòa vặn cơ, màn hình thì sẽ không được trang bị mà là đây là đầu AM FM đầu nghe đài thôi. Thật ra thì mình trang bị thêm những cái này nó cũng khá là đơn giản thời điểm này, và khoảng 5-7 triệu thôi là anh chị đã trang bị màn hình kèm cam lùi rồi, đúng không ạ, phanh tay rồi, chế độ lái thì có Sport và Normal. Thật ra thì nó sẽ hơi ít option trên vô lăng như này, đấy, nó sẽ không có cái điều chỉnh như này, điều chỉnh như này, đúng không ạ? Đấy, thì chủ yếu em quay về màu thôi, còn review so sánh hai xe thì anh chị xem trên kênh giúp em nhé, sẽ quay luôn hai xe luôn. Giá bán ra biển đâu đó khoảng tầm 406, 407 ạ. Cụ thể từng tỉnh thành nó khác nhau. Với khách hàng ở Bắc Ninh thì anh chị alo trực tiếp của bên em để bên em cập nhật giá bán nhé. Ba màu xe. Xám, trắng và đỏ. Thì một xe quay full option để khách hàng đi thì em đã quay trên kênh rồi. Trả góp các thứ thì mình cứ bốc máy giúp em. Rồi, quay nhanh vậy thôi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.